Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Tốt Tiếng Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tuyển chuông bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Dortmund tiến vào vòng knockout dù không thắng Lazio. Dù đánh rơi chiến thắng, đội bóng vùng Ruhr vẫn chắc suất đi tiếp vào vòng 16 đội. Với mục tiêu chỉ cần hòa là đi tiếp, Dortmund thi đấu tương đối thông dong trước Lazio. Trong khi đó, đội khách đến từ Ý cũng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công cho hàng tấn công rất mạnh của Dortmund. Chính những toan tính chuyến thuật đó đã khiến số cơ hội hai đội tạo ra trong hiệp 1 gần như là không đáng kể. Tuy nhiên, bàn thắng bất ngờ đến với Dortmund khi hiệp 1 chuẩn bị kết thúc. Người lập công là Rafael Guerrero sau đường căng ngang thuận lợi của Hazard. Sau hiệp 2, Lazio quyết định đẩy cao đội hình và những nỗ lực của họ đã được đền tháp. Phút thứ 66, Nico Stan phạm lỗi với Sergei Milinkovic-Savic trong vòng cấm, khiến Dortmund bị thổi phạt đền. Ciro Immobile không mắc sai lầm nào quân mình tỷ số trận đấu. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Dù không thắng, Dortmund vẫn chắc chắn có vé đi tiếp bởi họ hơn đội xếp thứ 3 là Brugge 3 điểm, cũng như chỉ số đối đầu. Trong khi đó, Lazio sẽ bước vào trận chiến sinh tử với Brugge vào giữa tuần sau. Ronaldo tỏa sáng, Juventus giành chiến thắng ngay trên sân nhà. Được thi đấu trên sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội, Juventus đã không quá khó khăn để đánh bại đội bóng tới từ Ukraine, Dynamo Kiev. Được thi đấu trên sân nhà và với tâm thế của một đội bóng cửa trên, Juventus đã nhập cuộc một cách hứng khởi. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều trong những phút đầu tiên. Ronaldo thậm chí đã có cơ hội mở tỷ số ngay phút thứ tư của trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo người Borussia đã dứt điểm không thành công. Những phút tiếp theo, Juventus tiếp tục áp đảo thế trận với vô số tình huống hãm thành nguy hiểm. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút 21, Chiesa là người đã mở tỷ số cho Juventus với một cú đánh đầu hiểm hóc. Bị dội một gáo lạnh, Dynamo Kiev tràn lên tấn công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đại diện tới từ Ukraine đã ít nhiều gây sóng gió lên khung thành của Szczesny. Tuy nhiên, bàn thắng quân mình tỷ số vẫn chưa xuất hiện. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Juventus tạm thời chiếm lợi thế với một bàn thắng dẫn trước. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Dynamo Kiev tiếp tục dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, khi mà bàn thắng vẫn chưa đến, đội khách lại tiếp tục phải nếm cay đắng với bàn thua thứ hai. Lần này, Cristiano Ronaldo là người đã ghi điểm cho lão bà ở phút thứ 57. Những phút sau đó, đội chủ nhà đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Do vậy, chỉ chưa đầy 10 phút sau, bàn thắng của CR7, phút thứ 66, Morata đã lên tiếng với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 cho lão bà. Dynamo Kiev dù rất cố gắng trong những phút cuối trận, tuy nhiên đội khách đã không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Szczesny. Chung cuộc, Juventus giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà, qua đó tiếp tục bám đuổi ngôi đầu với Barcelona. Chelsea thắng đậm trên sân khách với cú poker của Giroud. Chelsea đã dễ dàng đánh bại Sevilla ngay trên sân của đối thủ, qua đó hiên ngang chiếm ngôi đầu bảng E. Sevilla bước vào trận đấu này với thành tích bất bại 14 trận sân nhà trên mọi đấu trường tại châu Âu. Do vậy, đội chủ nhà đã để những vị khách Chelsea chọc thủng lưới từ rất sớm với bàn thắng ngay phút 8 của Giroud. Có được bàn thắng sớm, Chelsea tiếp tục chơi chủ động và hưng phấn hơn. Bộ đôi Odoi và Kai Havertz đã không ít lần làm khổ hàng phòng ngự của Sevilla. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến với đội khách. Sevilla cũng không phải là dạng vừa khi đội bóng đã liên tiếp tung ra những tình huống đáp trả nguy hiểm. Do vậy, bàn thắng quân mình tỷ số cũng vẫn chưa đến với đội chủ nhà. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, Chelsea là đội nắm lợi thế với một bàn thắng dẫn trước. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Giroud tiếp tục lên tiếng với bàn thắng ở phút thứ 54 trận đấu, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước 2-0. Những phút sau đó, Sevilla tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng trong thế trận giằng co. Do vậy, trong một ngày thi đấu chói sáng, tiền đạo người Pháp đã hoàn tất cú hat-trick của mình ở phút thứ 74 của trận đấu sau đường kiến tạo của cầu thủ vào sân thay người N'Golo Kanté. Chưa dừng lại đó, phút thứ 82, Giroud đã bị cầu thủ đội chủ nhà phạm lỗi và trọng tài đã ngay lập tức chỉ tay về chấm phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo 34 tuổi đã không mắc bất cứ sai lầm nào để mang về bàn thắng thứ tư cho Chelsea, và đây cũng chính là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng đậm trên sân của Sevilla với cú poker của Oliver Giroud, qua đó đại diện nước Anh độc chiếm ngôi đầu bảng E với 13 điểm sau 5 lượt trận. Neymar thăng hoa, PSG đại thắng MU. Trong một ngày thi đấu trời sáng, Neymar đã giúp PSG đòi nợ thành công trước Manchester ngay trên thánh địa Old Trafford. Tinh thần quyết tâm tìm kiếm chiến thắng được các cầu thủ Paris Saint-Germain thể ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Tuchel chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, liên tục pressing và hiệu quả đến gần như ngay lập tức. Phút thứ 6, trong một pha hãm thành, Kylian Mbappe tung cú sút táo bạo từ ngoài vùng cấm. Bóng không thể vượt qua được hàng chắn hậu vệ nhưng lại vô tình tìm đến vị trí của Neymar trong vòng cấm. Trong tư thế không bị ai kèm, số 10 của PSG vung chân thoải mái đưa bóng vào góc chết khung thành De Gea.
Hưng phấn sau bàn thắng, PSG tiếp tục chơi áp đảo với phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ bất ngờ có bàn gỡ ở một nỗ lực phản công ở phút thứ 32. Cú sút của Rashford không quá mạnh, nhưng pha phá bóng của hậu vệ Diallo lại khiến bóng đổi hướng và trở nên quá khó với Navas. Bước sang hiệp 2 với tinh thần được giải tỏa, United đáp trả những phút bị dồn ép trước đó bằng các pha hãm thành dồn dập. Bàn thắng suýt chút nữa đã đến với Quỷ Đỏ, nhưng sáng ngang đã từ chối pha lốc bóng đẳng cấp Cavani. Trước đó, tiền đạo người Uruguay cũng chuyển bóng thuận lợi cho Martial, nhưng chân sút 25 tuổi lại đưa bóng đi lên trời. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Quỷ Đỏ ngay lập tức phải trả giá. Phút thứ 69, trong tình huống có phần tương đối lộn xộn, Marquinhos có bóng trong vòng cấm và dễ dàng ghi bàn. Trước dừng lại đó, MU còn mất người sau bàn thua 1 phút. Cầu thủ bị đuổi khỏi sân là Fred. Với 10 người, Quỷ Đỏ không thể lộ ngược dòng, thậm chí De Gea còn phải vào lưới nhận bóng thêm một lần nữa. Người ghi bàn lại là Neymar, đánh dấu một ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo này. Chiến thắng quan trọng giúp PSG sáng cửa tiến vào vòng 16 đội, bởi ở trận đấu cuối cùng họ chỉ cần thắng Istanbul là chắc chắn sẽ đi tiếp. Trong khi đó, MU sẽ bước vào trận chiến một mắt một còn với Leipzig. Đội bóng vừa có chiến thắng 4-3 trước Istanbul, qua đó cân bình điểm số với Quỷ Đỏ. Thua PSG tại nhà hát của những ác mộng, cơ hội đi tiếp của MU ra sao? Với thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước PSG vào đêm qua, MU đang phải đối diện với nguy cơ bị loại, dù rằng cửa đi tiếp vẫn rộng hơn. Trước lượt trận thứ 5 bảng H Champions League 2020-2021, ai cũng biết MU chỉ cần thêm một điểm là chính thức có mặt ở vòng 1/8. Tuy nhiên, thầy trò Ruben Sousa muốn hoàn thành ngay mục tiêu đó, bởi họ được chơi trên sân nhà và đối thủ PSG từng bị họ đánh bại ngay tại sào huyệt ở lượt đi với tỷ số 2-1. Sau rút cuộc, sân nhà một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi với MU mùa này, và Old Trafford lại phải đổi tên thành nhà hát của những ác mộng. Kết thúc 90 phút, 7 Quỷ Đỏ đã phải nhận thất bại 1-3. PSG đã đòi cả gốc, thậm chí còn lãi to, vì lượt đi họ chỉ thua 1-2. Sở dĩ nói như vậy là bởi đặt giả thuyết nếu hai đội bằng điểm khi kết thúc vòng bảng thì MU chắc chắn đứng sau PSG do thua về chỉ số đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, với MU vào lúc này thì việc vượt qua được vòng bảng đã là tốt lắm rồi, chứ cũng chẳng dám mơ đến xếp trên PSG, đồng nghĩa sẽ có ngôi đầu bảng. Hiện tại sau 5/6 lượt trận tại bảng H, MU có 9 điểm ngang bằng với PSG và Leipzig. Đội bóng thành Manchester vẫn tạm dẫn đầu vì hơn về chỉ số đối đầu giữa 3 đội, song PSG mới là đội sở hữu cơ hội đi tiếp lớn nhất. Nguyên nhân là ở lượt trận cuối bảng H Champions League, Neymar và các đồng đội vừa được trên sân nhà và vừa chỉ phải gặp Asasi quá yếu, lại còn hết sạch mục tiêu, chắc chắn đứng cuối bảng, trong khi MU sẽ phải hành quân đến sân của Leipzig để chơi trận cầu sinh tử. Chỉ cần một kết quả hòa cũng đủ giúp PSG giành quyền vào vòng 1/8 mà không cần bận tâm đến kết quả trận đấu còn lại. Lúc đó PSG sẽ có trong tay 10 điểm, chắc chắn đứng trên Leipzig và MU về mặt điểm số trong trường hợp trận đấu giữa hai đối thủ này tại lượt cuối phân thắng bại. Trường hợp trận đấu Leipzig gặp MU kết thúc với tỷ số hòa thì cả ba đội sẽ cùng sở hữu 10 điểm, đồng nghĩa bảng xếp hạng chung cuộc sẽ chẳng khác gì hiện tại. MU số 1, PSG số 2 và Leipzig vẫn số 3. Phân tích kỹ hơn thì khi đó MU có 7 điểm đối đầu, thắng 2, hòa 1 và thua 1. PSG có 6 điểm đối đầu, thắng 2, thua 2, trong khi điểm số đối đầu giữa ba đội của Leipzig chỉ là 4, thắng 1, hòa 1, thua 2. Thậm chí kể cả thua sốc Barcelona thì PSG vẫn có thể vượt qua vòng bảng. Nếu như ở trận đấu cùng giờ, MU thua Leipzig, lúc này Leipzig có 12 điểm và vươn lên dẫn đầu. PSG cùng 9 điểm như MU, nhưng đứng trên do hơn về đối đầu trực tiếp, thua 1-2 trên sân nhà, xong lại thắng 3-1 trên sân khách. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhấn chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào, bye bye.